Anh đang like nè, mày ấy đi. Hả? Anh đang like mà nói chuyện đi. Nói đi, nhạc nhạc lum mới chơi, nói gì về nó gì đụng 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 bản quyền. Sao là bản quyền gì? Nhạc nè, đụng đụng bản quyền, không ăn được. Dạ mình có pha phim đâu rồi. Pha phim đi. Pha phim đi. Dạ hai pha phim. Nhạc bản quyền nè chứ. Sao vậy đâu có nghe mẹ gì? Nghe đâu nghe. Không phải, ý tao muốn nói là khi tao like vậy mình cũng đụng bản quyền nữa hả? Lai phải bỏ chứ nào không có nhạc chứ giờ vô cái quán này thua quán bình dân đó, tôi mới vô quán bình dân là vậy đó. À anh cũng rành lắm nhưng mà có điều thôi kệ mẹ đi. Banh cái kênh luôn, banh cái Facebook công luôn, banh đánh bản quyền. Ủa thằng này đi chung ông này là nào? Hạo Nam á. Nam nó làm đâu? Nó là giám đốc công ty cho thuê xe. À vậy hả? Ừ. Xe lịch đó hả? Xe du lịch, xe 4 chỗ. Mà khách nước ngoài thuê không à, khách nước ngoài thuê. Không quen đó, Facebook mà. Đệ tử cũng là con nuôi đó, nhận tao làm bố. Tao nhiều con quá, riết rồi giờ không biết sao đếm. Bất Lâm cũng nhiều con nuôi đó, nhưng mà tôi không có con nuôi. Nuôi mất công mệt lắm. À, chào mọi người, chào Thanh Bằng, chào buổi sáng ha. Sáng hôm nay đi uống cà phê với lại Hiếu. Mà vào được một cái quán này rất là đẹp. Cà coi. Hoàng Nam tới. Đúng rồi. Đây, Duy Đồng Hiếu đây. Đó thì mà một cái quán này rất là xinh. Rất là xinh, rất là xinh. Ấy à. Ở bên Mỹ có quán cà phê không? Bên Mỹ làm gì có quán này, quán cà phê, thấy chưa? Rất là đẹp. Quán này có cái tên là Bằng Lăng Tím ở cái đường gì ta? Phan Huy Ích, đúng rồi. Ê, cái đường ở trước này đường Phan Huy Ích phải không? À đúng rồi, đường Phan Huy Ích Bằng Lăng Tím, rất là đẹp. Thì một cái quán cà phê như vậy thì chắc chắn là bên Mỹ không bao giờ có. Trời ơi, coi các cá coi nó nuôi như thế này, làm coi nè, chỗ ngồi của người ta kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Những cái quán cà phê như vậy thì mà nghĩ làm gì mà có cái ở Mỹ không bao giờ có cái này, rất là đẹp. Ở đây nó có những cái hồ cá coi. À Hiếu à, Hiếu thì vẫn còn nhưng mà có cái điều đang chuẩn bị trong tư thế rút lui, rút quân. Đây rất là đẹp. Bây giờ tôi là biết ông hồi 2016 vậy. Tôi hay xem YouTuber của ông. Tại thời đó bên Mỹ có mình làm, đúng không? Sau này đi ra nhiều quá, tào lao rồi. Ra tào lao không. Mình nói thiệt mà. À nó cũng được. Không anh nữa là thấy tôi nói đúng rồi đâu, nó bị sai. Đúng rồi. Cái quán này là cái quán cà phê. Ông không về đây một lúc nào. Chào anh bạn. Nói gì đi. Nghe rõ không? Anh cầm đang ngồi chỗ nào đẹp thế? Chào anh. Vâng, đang ngồi ở một quán cà phê. Quán cà phê, mà quán cà phê rất là đẹp. Mình ra rồi. Cảm ơn anh, mấy ngày nay thì anh ngồi ở các cái quán liên tục quá, đời sống trông sinh quá thôi, vui. Khá hay chăng nữa thì ở nói về chữ hạnh phúc thì nếu mà anh có dư dả chút ít mà đủ tiền sống ở Việt Nam thì Việt Nam là một điểm dừng chân lý tưởng. Không có chỗ nào mà thoải mái bằng được.
nó thẳng là như vậy, đúng rồi. Rồi. Chúc anh có những cái ngày sống thật là thoải mái và tươi đẹp ở cái quê hương của mình. Vâng, cảm ơn anh. Có nghĩa là anh không nói thì tôi cũng cười suốt ngày thôi. Rồi vì ở đây nó có nhiều cái mà mình phải nói là cái điều là nó thỏa mãn cái sự mong ước của mình. Sáng ăn phở, rồi cái gì cũng về tới nhà quê hương mình, và có tiếng nói đồng hương chung quanh mình, có những tiếng nói thân thương tiếng Việt. Nó không phải như ở Mỹ mà mình có tiếng nói mà mình nói không được, mà tại có ai đâu mà nói, khổ vậy. Anh thực sự mà nói là tôi từ nội này thì luôn theo dõi, đặc biệt là có rất có cảm tình với cái cách thể hiện, cách chia sẻ và được cái sự cảm mến của rất nhiều những người xung quanh anh. Vâng, cảm ơn anh. Tánh tôi thì nó thất một cách là nó một cách thẳng thắn là tôi lỗ mãn, nó hẳn là như vậy, bởi vì cái bản chất của mình là như sao đó. Không thích là chửi liền, chứ không có nói lộn xộn gì trên trời dân giang hồ. Nhưng mà cái gì tánh tôi là thẳng mà, thẳng như sư dây thần vậy đó. Mẹ ơi. À, thành ra về chứ đôi lúc đó có, đúng rồi, vì vậy chứ đôi lúc có những người họ không có bằng lòng điều đó và họ đôi lúc là không ưa, đại khái là vậy. Nhưng mà cớ sao mình cũng thấy là bọn trẻ nhà mình thì nó lại thích mình cái tánh đó, mình thôi kệ, cái đó là thật, cái dạng cái bằng cố tật à. Cố tật có nghĩa là bản chất mình sao thì nó lòi ra hết trơn như vậy thôi, chứ mình không có thể nào mình giấu giếm được, thế thôi. Vâng, đó là cái anh... điều đó điều rất hay đấy anh, tức là cái bản chất không thay đổi của mình và cái tâm của mình nữa, nó đi vào lòng rất nhiều người, rất nhiều đối tượng. Và tôi có thể hình dung là cái những cái người phản đối ấy, những cái người mà ngược chiều một chút đấy thì không nhiều lắm, không nhiều lắm anh ạ. Cho rằng vậy đi, mình chỉ cần lấy đa số thôi. Thì đang cố gắng sửa mình, sửa miệng. Thì anh biết là ngày xưa tôi mới lên cái không gian mạng này tôi tức lắm, tôi chửi tùm lum tà la hết. Nhưng mà bây giờ thì bớt lắm rồi, dịu lắm rồi, dịu dàng lắm rồi, đầm thắm lắm rồi. Còn coi cái nó gọi là cái gì ta, ăn đi nhẹ nói thẻ rồi, cũng có những cái hay. Nhưng mà đâu con bừa bãi nó hẳn là vậy. Vậy cho hỏi chút là anh còn ở Sài Gòn lâu không? Rồi, lâu anh đang ở đâu? Tôi ở Việt Trì, Phú Thọ anh ạ. À, ngoài Bắc hả? À, chắc có lẽ tôi cũng sẽ đi về Bắc nữa mà. Tôi sẽ đi kỳ này về khá lâu, nói chung là mình ở Mỹ lâu năm rồi, xong mình về Việt Nam mình cảm thấy là không bao nhiêu mà nó đủ cả. Kỳ rồi đi năm 2018 đi 3 tháng, rồi đi 2019 đi 6 tháng. Rồi bây giờ đi là phải đi gần một trọn năm, đi tới tháng 11 tôi mới về, đi cho nó đã. Wow. Nhưng mà nó khổ một cái là đi cỡ nào cũng không đủ, nói chung là đi thôi cắt áo ra đi tới luôn cho rồi cho nó sướng. vậy thì anh Cầm, dịp dỗ tổ Hùng Vương sắp tới đây, anh có ra đền Hùng Vương không? Tôi ở ngay đền Hùng thì có thể nhớ nhau tí, giao lưu tí. Đúng, có nghĩa là tôi cũng ao ước điều đó lắm, bởi vì làm đá gọi là người Việt Nam mà không ra đền Hùng thì đó là một cái điều thiếu sót. Còn hơn một tháng nữa thôi. Rồi năm ngoái tôi có đi ra Bắc là vì lý do là nhỏ cháu cho nên nó lấy chồng, nó là người Nam nhưng mà nó lấy chồng là rẻ. Nhưng mà nó khổ đổi là mình đi ra theo cái kiểu đi đám cưới, cho nên là không có thời gian đi chơi, đi có mấy ngày. Đúng rồi. Rất là tiếc. Cái này đi chắc là lẽ cũng đi tuần hai tuần gì đó, đại gái cho nó thỏa mãn. Đúng rồi. Còn ao ước nhiều cái đó mà, đi Hà Giang rồi Tây Bắc rồi, nói chung là nó nhiều điều cần phải đi, như Sa Pa rồi đủ lúc ra. Cho nên vì cái đó cần phải... Một tháng nữa thôi. Tôi sắp xếp. Ok, cố gắng đi. Rồi, ok. Hy vọng là được giúp anh ở ngoài đền Hùng nhá. Và dịp đó. Vâng, ok. Thế là chúng ta lại lai rai. Lai rai sự đời. Đúng rồi, thế thôi.
Tất cả những cái lần mà anh về Việt Nam anh lên trên hệ thống mạng đấy thì tôi cũng có may mắn là được theo dõi gần như hết, cũng biết được cái cung đường, cái hành trình của anh. Vì cảm mến anh mà. Rồi. Vâng, cảm ơn anh rất là Rồi, nhiều. Rồi, ok. ok. Rồi. Vâng. Này, nhưng mà cho cái số điện thoại của anh ở ở ở Việt Nam cái nhỉ? Được không? Được được chứ, nhưng mà phải cho qua bên Messenger chứ đâu có cho ở đây được. Tôi đó. Đấy rồi. Rồi Rồi, ok. ok. Qua. Cửa mà như 4.000 khá động đó là của ông Tân. Rồi, ok, chào anh nha, chúc anh vui vẻ nhá. Vâng, cảm ơn anh. Rồi. Đó nghe là bạn tôi học đại học ra luôn. Mà ngành ở đây là ví dụ anh học đại học thiết kế đồ họa à, mà những những làm 8 đồng giờ. Họ biết không cái đường mà đi làm hãng điện tử Apple luôn á, gia đình tôi là không có mấy Ok. người em, có 13 năm rưỡi. Nguyễn Văn Tập Nghe được 13 bao năm một giờ mà báo tôi hiệu đi Nha làm một Trang đi giờ. chơi anh Tầm ơi. Ok, Đây là đi cái Nha gì đây? Trang hả? Tối nay nó Đây có là một chuyến Nha Trang của một cái thằng tôi con nói với nè, ông nó là rủ đi nhưng mà cũng ông không đi đi đến được, tới chưa đó đi được. tôi bảo làm hãng Nó thì đi xe không có lửa được từ đây ra Nha hết Trang. Ê, con đi có đang đi ra Nha Trang rồi hả? hãng đó Nó là rủ nói ta là đi ông là nè, nhưng mà nó của khổ một cái không? ba tôi là cao Mới cho là nên chưa có con sắp là bạn xếp được. tôi Tập nhờ ơi ông Tập, là chủ dự á, tao đi ra ngoài tôi là tao ghé mày tôi liền bà. Trời ơi, tao đi ra là ngoài tệ hãng tao phải ở 1 của tuần. nhà máy của mấy trường thế, nếu mà có gia đình 25% còn nhiều đâu nhiêu được, nhưng mà tôi làm bài báo rồi ông giờ ngày tư rồi tính À, nó có cái này nè, không thể nào như 4.200 được anh nói chuyện có thời sự một tí thì như sau hai khi em đợt ngồi sáng nay đọc báo tin tức thì như bữa nay 21 21 bữa nay đúng ngày hôm nay là cả một cái tập nói ngày đoàn nào lớn thì của nhà máy tôi Mỹ, mở cửa nó là gọi là đại bàng đó, giờ tôi đang đi rồi chia ba tôi chia nhờ thị ba phần. nhờ ba thượng lớn không làm Ở nữa trong đó ba gồm mẹ những cái lo hãng rất cho là dị lớn, cái mấy hãng cái đó Apple, cái đó Boeing, là các mấy cái cái mà nguyên tôi một tập phải đoàn lớn mà tôi tao lên nói trên hoài, tao tôi nói phải mệt làm quá. Ê, tôi đi đi đứa làm đứa đêm mà thôi, bị nguyên bộ đi lộn cái cả đó bầy cả lũ vậy đủ, mãi làm sao mà làm tao đêm tiếp mà cho bị nó nguyên nổi, bộ tao phải lộn chia cho thằng Hiếu chào nó làm tiếp đêm về mà cho bị đám nguyên bộ kia tiếp được, phải lộn không? đó là ông có Rất chuyện là gì vui, đó là cái tin mừng. Nói một cách khác là cái ông người chuyện dân Việt Nam mình bắt đầu có tôi công đang ăn nói việc làm và tự do rủng rỉnh tiền bạc rồi tôi đấy. có thể về em Đó nói là chuyện một này cái tôi nghe nữa dấu hiệu chờ tăng em trưởng nói thì cái tiền của của Việt ông Nam là mình. trả hết vô nhà cửa Hơn còn ba 50 tôi công ty lớn nhỏ của thôi Mỹ nó đổ nhưng bộ mà qua lỡ Việt mấy Nam ngày nào không có đó, thì thôi chứ là con em của rất ngày nào cũng là vui nhưng mà cũng rất là lo. Thôi cái chuyện này tôi báo cáo với mấy người thôi, nó kêu tao nói nó rồi, đi từ từ đi đứa hai đứa thôi, đi gì mà quá trời quá đất kìa, tao không hiểu mệt cũng thiệt. hai ba chục ngàn bên đó đúng Và không báo một cái phải tin vô bên buồn đó cho là nước bắt Mỹ để nữa, là bắt có nghĩa để là ở hẹn tiểu bang của tao hai á, bệnh này là hẹn Minnesota đó, ba lần mới gặp Mỹ được hết mẹ nó bệnh bị này rò mẹ rỉ bệnh phóng kia xạ tôi có ông 400.000 bạn đó là tấn nha, cứ mỗi lần về Nam và là ông mua thuốc M2 nó về ông nhiễm phóng nhờ ông mua xạ về thêm trên thuốc con đường xuống cho hồ, con cả là tuần thường qua thường ở tiểu bang tao là bữa lấy tôi nước đi nên đến nước ngầm. chứ đâu ông đi Cho nên bây giờ á tao không biết nói như thế nào, đó là một cái thảm họa, đó là một cái thảm họa. nhà tôi đang Tao thấy nhớ ngày thấy xưa thấy quê cái chương trình cái ở bên Liên Xô nó có một cái Nga, nó có một cái thành phố nó gọi lo là Ternobyl. Xóa sạch cái thành phố luôn.